Ngày 26 tháng 1, chi bộ cơ quan phường Nam Sơn tổ chức lễ kết nạp đảng viên tới dự có đồng chí Đoàn Thị Vân Anh, ủy viên quận ủy, chủ tịch liên đoàn lao động quận. Theo các quyết định số 1229, số 1230, số 1231 ngày 23 tháng 1 năm 2024 của Ban Thường vụ Quận ủy, quyết định kết nạp 3 quần chúng ưu tú: Lê Thị Loan sinh năm 1985, Đỗ Thị Cúc sinh năm 1996, Trương Thị Mỹ Hạnh sinh năm 1994 vào Đảng Cộng sản Việt Nam và phải trải qua 12 tháng dự bị trước khi kết nạp chính thức. Đồng chí Bùi Đức Bách, bí thư chi bộ cơ quan phường Nam Sơn, trao các quyết định kết nạp đảng viên cho các quần chúng yếu tú và phát biểu giao nhiệm vụ. Đồng chí phân công cụ thể các đồng chí giúp đỡ đảng viên được kết nạp trong thời gian dự bị. Với việc kết nạp 3 đảng viên mới, hiện chi bộ cơ quan phường Nam Sơn có tổng số 25 đảng viên, trong đó có 22 đảng viên chính thức và 3 đảng viên dự bị. Phát biểu tại lễ kết nạp đảng viên, đồng chí Phạm Bích Thủy, Bí thư Đảng ủy phường Nam Sơn chúc mừng ba quần chúng ưu tú được kết nạp vào đảng. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, các đồng chí được kết nạp sẽ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tích cực học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực công tác, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương.